Rồi biết rằng thông tin về những dòng cạc mới như RX 5700 hay 5700 XT đang tràn ngập trên các mặt báo và chúng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía các bạn. Như hôm nay, thay vì nói về các dòng sản phẩm mới của AMD thì mình sẽ nói về một chiếc cạc đã bị các bạn ném đá khá nhiều trong thời gian vừa qua. Đó là chiếc GTX 1650 của NVIDIA. Các bạn có thể coi video này như một chút gì đấy hoài niệm cũng được, bởi vì thực tế là dòng GTX đuôi 50 của NVIDIA đã từng được lòng rất nhiều người. Và khi thấy thành viên mới nhất của dòng cạc này bị hắt hụt như thế thì mình cũng muốn thử làm một điều gì đấy dành cho nó. Hy vọng là sẽ phần nào đấy thay đổi được cách nhìn nhận của các bạn. Điểm lại một chút về quá khứ thì dòng GTX đuôi 50 của NVIDIA đã từng được rất nhiều người săn đón và có lượng hàng bán ra hàng năm là cực kỳ lớn. Chúng cũng là series sở hữu nhiều phiên bản nhất, có thể nhắc đến như thời GTX 600. Chúng ta có GTX 650, 650 Ti, 650 Ti Boost và lên đến 700 thì là 750, 750 Ti. Tương tự tiếp theo là 950, 1050 và 1050 Ti. Chắc từng đó là đủ để giúp các bạn nhớ lại chúng ta có một thời gian huy hoàng như thế nào. Và nếu vẫn thắc mắc là tại sao dòng sản phẩm này lại có một chuỗi thành công dài như thế thì mình xin liệt kê ra vài lý do cơ bản. Thứ nhất đó chính là giá cả. Mỗi khi ra mắt một series cạc đồ họa mới nào, thì những chiếc cạc đồ họa có số đuôi 50 luôn là những chiếc cạc sở hữu sức mạnh đủ để gọi là dùng được có mức giá rẻ nhất của NVIDIA. Trong suốt một thời gian dài khi nhắc đến những Vega tầm trung, những bạn nào mua máy trong những năm từ 2012 đến 2018 thì chắc hẳn hiểu được điều này. Điểm thứ hai là chúng ăn rất ít điện. Đây là một cái đặc điểm khá là hay mà các đối thủ của NVIDIA dù có muốn như thế nào cũng không thể bắt chước được. Ví dụ đơn cử như là ngày trước AMD có những chiếc như là HD 5750, rồi RX 550 cũng được thiết kế theo tiêu chí ăn ít điện nhưng hiệu năng của những chiếc cạc này là quá kém. Nhưng tình hình lại có vẻ hoàn toàn trái ngược đối với những mã như GTX 750 Ti hay là 1050 Ti. Khi ở thị trường second hand thì chúng vẫn là những cái tên phổ biến nhất và các bạn không hề khó để tìm ra những cái tên này với mức giá không tưởng. Nhưng tất nhiên đi kèm với sự hấp dẫn về mặt kinh tế thì chúng cũng phần nào đấy ẩn chứa những rủi ro mà bạn không thể nào lường trước được. Ví dụ như chủ nhân cũ của chúng sử dụng chúng như thế nào, hay là chúng có thật sự là hàng của người dùng bán lại hay không, vân vân và vân vân. Thế nên là khi bạn nào đang quyết định mua cạc second hand, hãy tự trang bị cho mình những kiến thức thật tốt để có thể tự kiểm tra và mang về cho mình những sản phẩm hài lòng nhất. Còn trở lại với vấn đề chính thì GTX 1650 chưa chắc đã là một cái cú trượt chân gì đấy kinh khủng lắm của NVIDIA trong năm nay khi họ chỉ đơn giản là tiếp tục cái chiến thuật cũ mà thôi. Minh chứng là lùi về thời điểm năm 2014 khi GTX 750 Ti ra mắt. Nó cũng có giá $149 và sức mạnh thì thua kém GTX 760 khá là nhiều. Nhưng tại sao chiếc 750 Ti lại bán chạy trong khi 1650 thì bị ném đá không thương tiếc? Câu trả lời đơn giản là thế trận hồi đó không giống như bây giờ. Thời điểm năm 2014 là quãng thời gian NVIDIA đang một mình một ngựa với uy thế của họ lúc đấy là không gì cản nổi. AMD QA cũng có những cái tên nhưng mà quá yếu đuối về mặt tính năng cũng như giá thành như R7 260X. Về cơ bản thì không đủ khả năng để chống cự. Với lộ trình như vậy thì năm nay NVIDIA tiếp tục cho ra GTX 1650 cũng với mức giá $149 tại thời điểm ra mắt và yếu hơn người đàn anh trước đó của nó là GTX 1660 một khoảng khá nhiều. Tuy nhiên bù lại về thì nó lại không cần nguồn phụ. Và đáng ra thì với những tính năng khá hấp dẫn như vậy thì nó vẫn sẽ được người dùng tiếp nhận một cách bình thường. Nếu như AMD không giảm giá những sản phẩm cận cao cấp của họ như RX 570 hay 580 xuống mức giá phổ thông. Chẳng hạn như có thời điểm chỉ cần trả gần 3 triệu cho một chiếc RX 570 4GB. Điều này làm cho chiếc GTX 1650 tự nhiên trở nên bất hợp lý và đó là lý do khiến nó phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích kể từ khi ra mắt đến tận bây giờ. Nhưng như vậy thì liệu có công bằng khi RX 570 hay 580 ban đầu là những sản phẩm cận cao cấp? Với trường hợp của RX 580 thì còn ghê gớm hơn khi nó còn giữ cương vị là chiếc Vega đầu bảng của AMD trong suốt một thời gian dài. Và chỉ khi những chiếc cạc này được hạ giá xuống mức phổ thông thì mới tạo ra ấn tượng lớn với người tiêu dùng. Để ví dụ cho các bạn dễ hiểu thì chuyện này nó cũng giống như kiểu các bạn đi mua điện thoại mà thôi. Có thể năm nay bạn đi mua một chiếc điện thoại flagship của một hãng X nào đấy với giá 15 triệu. Tuy nhiên đến năm sau thì nó bị tụt giá thảm hại xuống chỉ còn khoảng 5 triệu thôi. Nhưng mà với cái tư cách là một chiếc flagship cũ thì nó vẫn có hiệu năng tốt hơn rất nhiều so với chiếc điện thoại giá rẻ 5 triệu cũng ra mắt ở cùng thời điểm đấy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chiếc điện thoại 5 triệu giá rẻ kia là lừa đảo hay hút máu gì cả. Đơn giản thì nó chỉ là một cái gọi là quy luật thị trường. Và trong mảng linh kiện máy tính thì điều này hiếm khi xảy ra nên các bạn cảm thấy không quen mà thôi. Ok, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đến với bài kiểm tra hiệu năng. Ở đây thì mình cũng có một chiếc RX 570 và mình sẽ cho nó chạy cùng với chiếc GTX 1650 này để các bạn dễ tương quan so sánh. Cấu hình được sử dụng để test sẽ bao gồm CPU Core i5-9400F, BOM mạch chủ Z390 Aorus Master, RAM 16GB, màn hình Full HD và ổ cứng SSD NVMe Aorus 52GB. Do ở video là máy Gigabyte trước khi thấy sự chênh lệch hiệu năng giữa các loại SSD có ảnh hưởng đến kết quả sau cùng nên từ bây giờ mình sẽ luôn đề cập đến việc mình sẽ sử dụng loại SSD gì trong những bài benchmark sau này. Mình sẽ nói nhanh về các điểm số cho các phần mềm benchmark. Ba bài kiểm tra mà mình hay sử dụng đó chính là 3DMark TimeSpy, 3DMark FireStrike và PCMark 10.
Ở những phần mềm này thì GTX 1650 không thể hiện được sự cải thiện gì nhiều khi điểm số là ngang bằng so với thời điểm ra mắt. Chênh lệch là có xảy ra nhưng thực sự là rất ít, chỉ xấp xỉ khoảng chưa đến 1% trong phần lớn các hạng mục. Duy chỉ có một điểm kỳ quặc là trong PCMag 10 ở hạng mục Digital Content Creation thì GTX 1650 bị giảm hơn 4% so với hồi mới lên kệ. Tóm lại về tổng quan thì nó vẫn thua kém RX 570 trong khoảng từ 15 đến 20% ở phần lớn các hạng mục. Tuy nhiên Duy chỉ có bài 3D Max Time Spy là bắt kịp mà thôi. Và để rõ ràng hơn thì bài Time Spy chính là bài kiểm tra hiệu năng game trên độ phân giải Full HD với thư viện đồ họa DX 12. Và đây cũng thể coi là một cái gì đó gọi là vớt vát chút danh dự cho GTX 1650 khi hiện tại tất cả các anh em đều đang sử dụng Windows 10 và có tích hợp sẵn phiên bản thư viện đồ họa này. Giờ đến phần test hiệu năng thực tế khi chơi game, đây là phần được các bạn quan tâm nhất và 5 tựa game phổ biến mà mình chọn sẽ là Apex Legends, Far Cry 5, PUBG, Battlefield 5 và Shadow of the Tomb Raider. Có một điều lưu ý là mình sẽ không để max setting ở tất cả các tựa game này mà hầu hết sẽ chỉ là liệu cơm web mắn mà thôi, vì bản chất những chiếc card này cũng không khỏe lắm. Các bạn nào muốn xem chi tiết cấu hình mà mình đã chọn thì có thể là dừng video lại và xem kỹ hơn, hoặc là xuống phần miêu tả bên dưới thì mình sẽ để link cho các bạn tải kết quả về để xem so sánh. Ở tựa game nặng đô như là Shadow of the Tomb Raider thì RX 570 vẫn tỏ ra trên cơ khi hơn 1650 khung hình lên đến 18%, bất chấp việc 1650 đã có thời gian để cải thiện tình hình. Tương tự trong Battlefield 5, 570 vẫn hơn đến 13%. Tuy nhiên nếu mà so sánh ở thời điểm ra mắt thì 1650 đã cho thấy sự tiến bộ khi đã cho kết quả tốt hơn khoảng 5%. Tiếp đến với Apex Legends và Far Cry 5, có lẽ hai tựa game này sẽ làm bạn bất ngờ bởi 1650 thể hiện chẳng thua kém gì 570 cả. Ngay ở khi drop xuống thấp nhất thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Thế nên là đang kể quốc những tựa game này thì các bạn không cần phân vân quá nhiều trong việc lựa chọn giữa 570 hay là 1650 đâu. Hãy cứ bỏ tiền ra và mua sản phẩm mình thích mà thôi. Thấy cái nào đẹp và vừa túi tiền hơn ra thì mua. Sau cùng đó chính là PUBG phiên bản PC. Đây là trò chơi sinh tồn vẫn còn đang được rất nhiều người chơi ở Việt Nam với phần thắng thuộc về GTX 1650. Đây cũng là tựa game hiếm hoi mà GTX 1650 có cựu năng vượt lên trên so với cả GTX 570 với khoảng chênh lệch là 10%. Nguyên nhân có lẽ do Bluehole luôn có mối quan hệ rất tốt với NVIDIA và những bản cập nhật tối ưu hóa của PUBG luôn được ưu tiên dành cho những chiếc card đến từ hãng này. Mình sẽ không bình luận bởi đây là chuyện hợp tác giữa các công ty với nhau. Chỉ biết là nếu bạn là game thủ của PUBG thì nên chọn cho mình những chiếc card của NVIDIA để có những trải nghiệm tốt nhất. Nói chung thì sau 3 tháng hiệu năng của GTX 1650 cũng đã có cải thiện, tuy nhiên là không nhiều. Và nó vẫn ở sau RX 570 chứ chưa nói gì đến RX 580. Và để nói về RX 580 thì nó thuộc ở đẳng cấp khác rồi và chắc chắn là GTX 1650 sẽ không có cửa gì để so sánh được. Và đến đây thì có thể nhận xét là GTX 1650 đã quá đen khi chọn thời điểm lên kệ không hề hợp lý. Đúng vào thời điểm AMD đang cho giảm giá những chiếc card đời cũ của mình để dọn đường cho những sản phẩm mới. Nhưng theo ý kiến của mình thì nó vẫn là một sản phẩm không hề tệ, ít nhất là không đáng để bị ném đá nhiều như trong thời gian vừa rồi. Lý do bởi nó vẫn giữ được những gì tốt nhất của những dòng card GTX đuôi 50 chứ không hề bị mất đi 221 gì cả. Để dự đoán về tương lai của GTX 1650 thì mình nghĩ rằng là nó sẽ có cửa sáng một khi RX 570 và 580 hết hàng, hoặc là khi NVIDIA có một động thái gì đấy để giảm giá cho nó chẳng hạn. Điều này thì mình nghĩ là rất khó để xảy ra. Tuy nhiên thì chúng ta không thể chắc chắn điều gì 100% chỉ khi nào nó trở thành hiện thực thôi, đúng không ạ? Và khúc mắc gì thì có thể sẽ để tương lai ở trả lời. Còn các bạn thì sao? Bây giờ các bạn có muốn cho thêm GTX 1650 một cơ hội nữa hay không? Hay là vẫn tiếp tục mua RX 570 và 580? Thì các bạn có thể để lại cho mình ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.